Thời gian qua, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện nhiều vụ đối tượng lợi dụng các điểm giao hàng tiết kiệm để ký gửi giấu hàng cấm bên trong, hòng qua mắt các cơ quan chức năng. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại một điểm giao hàng tiết kiệm ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Với khẩu hiệu nhanh, thân thiện, linh hoạt, nên thời gian qua, rất nhiều người đã tìm đến những địa chỉ như thế này để ký gửi hàng hóa. Và đây cũng là nơi các đối tượng xấu tìm đến để ký gửi các vật cấm được giấu trong vỏ bọc hàng hóa. Thời gian qua, sau khi được công an thành phố Buôn Ma Thuột tuyên truyền hướng dẫn, các nhân viên của điểm giao hàng tiết kiệm này đã có ý thức kiểm tra hàng hóa trước khi giao nhận và phát hiện ra nhiều thứ hàng cấm, kịp thời báo cho cơ quan công an đến xác minh làm rõ. Qua công tác xác minh cũng như là kiểm tra thì các đối tượng đã thay đổi phương thức thủ đoạn vận chuyển mua bán, từ việc là thay đổi phương thức vận chuyển bằng xe ô tô qua cách là gửi hàng qua bưu điện hoặc là qua các cái dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ giao hàng tiết kiệm vân vân. Thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp và đã kiểm tra phát hiện được rất nhiều mặt hàng cấm, trong đó gồm có pháo, rồi dù cui điện, bình xịt hơi cay, rồi các cái loại thuốc liên quan đến chất kích thích. Mà đặc biệt tất cả các gói hàng này á, các gói hàng này đều là không có địa chỉ người gửi và người nhận, chỉ để số điện thoại nhằm che đậy cái phương thức thủ đoạn của mình. Trong đợt ra quân đảm bảo an ninh trật tự Tết Canh Tý 2020 vừa qua, lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện nhiều gói hàng bên trong chứa trên 10 kg pháo nổ các loại, 50 gói Dominic có chứa tiền chất ma túy, một súng bắn điện, một súng bắn pháo, 5 bình xịt hơi cay. Sau khi lập biên bản niêm phong, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Buôn Ma Thuột đã thu giữ toàn bộ số hàng cấm này để điều tra truy tìm chủ nhân. Các đối tượng phải thay đổi cái phương thức vận chuyển qua đường bưu phẩm, bưu kiện để nhằm né tránh. Thì qua cái con đường này thì không cần trực tiếp để đi mà chỉ cần giao hàng, chỉ cần cái số điện thoại thôi. Thì tuy nhiên thì lực lượng cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện cái phương thức thủ đoạn này rồi, phối hợp với các cái đơn vị vận chuyển hàng để kiểm tra để nhằm ngăn chặn. Thì qua vụ việc này thì cũng mong rằng là các cái cơ quan, ví dụ như bưu điện cũng như là các cái đơn vị vận chuyển hàng hóa phối hợp tích cực với lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng cũng như là toàn lực lượng công an nói chung trên mọi lĩnh vực để phòng chống các cái tội phạm. Qua các vụ việc như vừa nêu, cán bộ nhân viên bảo vệ ở những điểm giao hàng tiết kiệm, bưu điện và tài xế các xe thư báo cần lưu tâm, cảnh giác, kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận chuyển và kịp thời tin báo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xác minh làm rõ khi có nghi vấn.